Chào mừng các bạn đến Người Gò Công nha. Để mở khẩu trang ra nha quý vị. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn, thì em đang có mặt tại đây là ao trường đua. Ao trường đua ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây em cho mọi người thấy một vòng nha. Đây ao trường đua thì được xây lại làm bờ kè, có băng đá ngồi nghỉ, có hàng cây bóng mát, cũng rất là đẹp nha quý vị. Bà con ở đây cũng cất nhà cũng khang trang đâu rồi. Ngày xưa mình nghe nói ở đây là ao để tắm những con ngựa đua nên gọi là ao trường đua, không biết phải không. Hôm nay mình có việc đi Gò Công, mình ghé đây mình quay một vòng cho mọi người thấy. Đặc biệt nha, ao trường đua này vẫn có cá nuôi nha. Cá nuôi nha mà không được câu tự nhiên nha. Câu này là sẽ có những anh dân quân hay là công an tới hỏi thăm liền luôn đó. Để cho cảnh quan sạch sẽ đẹp không? Mặt hồ trong xanh. Mọi người thấy không? Rất là đẹp. Giống như gọi là lá phổi của thành phố luôn á. Đổ lá phổi của xã Gò Công chứ bọn. Rất là đẹp nha. Hồi xưa ở trường đua đâu có đẹp như vậy đâu. Cách đây khoảng mười mấy 20 năm luôn. Giờ rất là đẹp. Không biết bà con mình xa quê hương hay là ở xa có nhớ về cảnh ao trường đua không. Ý mình thấy có cái này nè quý vị. Trời ơi nó rặn đây. Con rùa. Mới nổi đầu lên chỗ này nè. Trời ơi thiệt tình luôn. Con rùa nè quý vị. Nó lặn lên coi. Này nè, này nè, thấy không? Đây nè. Đó, mọi người thấy rõ không? Con rùa nha. Con rùa nó đang bơi kìa. Hồi nó lặn nữa rồi. Con rùa ở ao trường đua. Đó, mọi người thấy chưa? Có con rùa luôn không? Con rùa nó ở dưới ao trường đua luôn. Để ao nuôi cá mà có rùa còn trống nữa. Thấy cũng vui. Rồi chào bà con nha, bà con nào ở xa quê hương có thể nhớ về những kỷ niệm về ao trường đua ở Gò Công. Ok, bây giờ trở về vấn đề ngày hôm nay là em sẽ đi lên ngân hàng để làm gì? Để đổi tiền đô, đổi 500 đô ra tiền Việt và sau đó sẽ đi về nuôi gạo, trả tiền mua gạo nữa chứ. Rồi bây giờ em mời bà con cô bác mình đến ngân hàng. Bây giờ trên Gò Công cũng nhiều ngân hàng quá, ở Gò Công mình lúc này cũng hiện đại nhiều ngân hàng lắm. Thôi giờ mình chọn ngân hàng Kiên Long đi. Kiên Long ok. Nếu đến ngân hàng không có cho vô quầy quay phim thì mình sẽ chụp hình lại cái phiếu đổi tiền nha. Rồi mời bà con cô bác theo chân em tới ngân hàng Kiên Long. Rồi bây giờ em đã tới ngân hàng Kiên Long rồi. Bây giờ thì em có hỏi trong ngân hàng á, thì quy định là không cho vô ngân hàng đôi khi chụp hình. Bây giờ em đã tới vô ngân hàng gửi xe. Em vô em đổi tiền nha quý vị. Thì khi sau em đổi tiền ra thì em sẽ quay phim lại cái phiếu đổi tiền ngoại tệ từ đô la Mỹ ra tiền Việt cho mọi người thấy nha. Rồi thì em vô ngân hàng nha quý vị. Thưa cô chú anh chị và các bạn, thì em mới vừa vô cho ngân hàng em đã đổi tiền. Đây là 11.560.000. Đây 500 đô nha. Thì giá ngày hôm nay là 22.920. Thì hồi nãy em cũng muốn quay lắm nhưng mà quy định ngân hàng là không cho vô trong quầy quay phim.
anh em đã giữ đúng quy định, đã đổi được tiền và ngân hàng đã cấp cho em một giấy phiếu mua ngoại tệ tiền mặt nha. Rồi bây giờ em sẽ cầm tiền này về và em sẽ đến nhà máy gạo trả tiền mua gạo nha quý vị.